Rồi xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Thành Thi. Vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày, Bonsai Thành Thi giao lưu cây. Thì hôm nay có một số cây giá cũng tương đối rất hữu nghị để giao lưu với anh em. Rồi trước mắt của anh em là một cây hai châu, một cây hai châu lá nhỏ, dáng là song thụ hai thân. Giao lưu của anh em về ta có cây, chúng ta chăm sóc và giao lưu giá cũng hữu nghị. Thì kính mời của anh em xem tổng thể cây. Cây này thì chúng ta để tàng thiên nhiên, còn với anh em nào muốn ta về chỉnh sửa tàng thì với anh em có thể chúng ta làm lại nha. Cây này để bên sàn thì để cái tàng thiên nhiên, thì cắt theo cái tàng dù để cho với anh em giao lưu với anh em chơi. Rồi ok, đó một vài thông số cho với anh em tham khảo nha. Cây này tuy nó một cái hai thân nhưng cây này bộ đế đẹp nha. Rồi cái quanh nó là 10-17 nha, quanh 17. Rồi quanh thân lớn là thân lớn quanh tầm khoảng 10, quanh khoảng 10. Đây có bộ đế cũng tương đối ok nha quý anh em, đế tương đối cũng trải đều nha. Cây này thì cái dòng lá nhỏ nha, nó rất là đẹp. Đây dòng cái dòng lá này rất là đẹp nè, lai bắp sen nha quý anh em, cái chấm này giống như bắp sen nha. Rồi cây có chiều cao đo từ mặt chậu lên thì cây cao khoảng 50, hơn 50, tính 50 của anh em. Tán thì tầm khoảng 40 thôi của anh em, tính 40. Một cây song thụ hai thân. Rồi của anh em xem tổng thể bên sàn thì báo giá giao lưu. Rồi cây này thì bên sàn thì giao lưu với anh em giá là 550k bao ship. Rồi 550k bao ship. Rồi tiếp theo giới thiệu với anh em một cây bạch chỉ. Hôm nay thì bên sàn thì cũng đã giới thiệu rất là nhiều cái chủng loại cây bạch chỉ nha. Bạch chỉ thì người ta chơi hoa, người ta chơi trái, và hoa thì đẹp và trái thì ăn rất ngon. Cây này cũng là một cốt hai thân, chỉ cần thì được làm theo tàng đa. Giờ mà chỉ thì nó cũng rất là dễ cho hoa và trái như thế này. Cây này cũng khá là duyên nha, cây này hai thân khá là duyên. Rồi cây này có quanh, cây này có quanh lớn, quanh đế là 31 nha, quanh thân là 18. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu là 55, phủ tán thì khoảng 40, tán 40. Đây, mời quý anh em xem cái phần đế cây. Cây này đế cũng khá ấn tượng nha. Đấy, cây này là có phần đế có rễ nè, trải đều nè. Cái bộ đế nó hơi lấp tại vì khi người ta dâm phôi thì người ta dâm luôn cái chậu này, cho nên cái bộ đế nó hơi chìm, thì sau này người ta thay chậu thì người ta dùng đế là một chút. Cây thì chỉ cần thì ok. Những cái cây bên sàn thi làm chỉ cần tương đối kỹ cho quý anh em chơi. Cây bạch chỉ, dòng lá bạch chỉ thì nó rất là đẹp nha, lá nhỏ hơn lá xanh nha quý anh em. Khi nó nứt cái tược non nó xanh lá chuối, chuối non rất là đẹp, lá nó nhỏ hơn lá cây xanh nha. Rồi quý anh em xem tổng thể cây bộ sàn thì báo giá giao lưu. Quý anh em xem tổng thể một lần nữa bộ sàn thì báo giá luôn. Một cây bạch chỉ rồi, cây này mình sàn thi giao lưu với anh em giá là 1.1.000 bao ship. Rồi 1.1.000 mình sàn thi bao ship. Rồi cây cuối cùng, cây giới thiệu với anh em cây ngâu, một cây ngâu trái. Một cây ngâu trái, cây này thì rất là lâu năm rồi. Cây này bản chất của nó là một cây cây trực và phá thế chuyển thế lại nha, một cây thành một cây quân nhân. Đây là một cái cây ngâu trái nha anh em, cây ngâu trái. Cây này thích hợp với cây bàn trà mini, cây bàn trà. Cây này có đường thân rất lát lượng rồi, cây này rất là già. Một cái cây ngâu con, cây ngâu con cây này là rất là lâu năm rồi. Rồi đo thông số cho với anh em
tham khảo nha. Cây này có cái bộ rễ nó sánh. Cây này là một cái cây con, bản chất nó là một cái cây con và cái cây kiển cổ ngày xưa. Hoành của nó là 60. Hoành 60. Hoành thân là 13. Hoành thân 13. Chiều cao cây tính từ mặt chậu lên tới tới đỉnh thì nó tầm 45. 45. Tán thì tính từ tâm chậu khoảng 40 thôi anh em, tính khoảng 40 thôi. Một cây ngâu trái, cây này chúng ta chơi bàn trà, chúng ta đưa cái tán nó xà ra kia bàn trà thì cũng khá là đẹp. Cây này mới luôn cực kỳ già nha. Một cái cây ngâu con ra nuôi ra kia là cái bộ rễ như thế này thì rất là lâu năm. Chúng ta chơi cái giá trị thời gian. Một cây ngâu. Cái đường thân nó đẹp nha quý anh em. Đường thân đẹp nha. Nó có những cái đoạn co lét đây. Rất là ok. Lá thì xanh mơn mởn nha. Rồi, mời quý anh em xem tổng thể cây một lần nữa. Bên xanh thì báo giá giao lưu. Một cây ngâu trái. Một cây cây con, trồng một cây cây con. Rồi, cây ngâu này thì Bonsai Anh Thi giao lưu của anh em, giá là 1.400.000, Bonsai Anh Thi bao ship. 1.400.000 bao ship. Rồi, Bonsai Anh Thi phát sóng video giao lưu lúc 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Kính mời quý anh em đón xem. Ưng ý kênh nào thì gọi điện trực tiếp cho Bonsai Anh Thi, số điện thoại Bonsai Anh Thi luôn đợi trên màn hình. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.